cuộc sống sẽ là vô nghĩa nếu như bạn không hiểu thấu 15 lời khuyên này. Ai cũng sẽ già đi, dù bạn không muốn điều đó, hãy chấp nhận sự thay đổi của bản thân, nhưng phải nhớ, luôn là chính mình. Học cách suy nghĩ tích cực và luôn hướng về những điều tốt nhất, dù có chuyện gì xảy ra. Hãy sống trọn vẹn từng giây, vì không ai biết hôm nay liệu có phải ngày cuối cùng. Nhất định phải có sở thích riêng và hết mình tận hưởng chúng. Đừng lo lắng mình sẽ già đi, hãy sợ hãi về một ngày mình trở nên nhàm chán. Không bao giờ ngừng tìm kiếm những nguồn cảm hứng ở xung quanh. Cuộc sống luôn bao gồm những điều đơn giản, nhưng lại là việc khó khăn. Hãy đọc sách, học hỏi và dịch chuyển không ngừng. Bỏ thói quen phức tạp hóa mọi chuyện ngay từ bây giờ đi. Không một ai được phép bỏ mặc gia đình mình. Yêu thật tha thiết và chân thành. Nhớ chụp thật nhiều ảnh, một vài người có thể sẽ bỏ đi, nhưng hình ảnh của họ sẽ còn lại mãi. Đừng kết bạn với nhầm người. Ngừng lãng phí thời gian vào những việc không thể thay đổi. Không được đối xử tệ hại với bản thân, dù là trong suy nghĩ. Cuộc đời không phải buổi tổng duyệt, nó là một buổi công chiếu.